như đứng đây để dạy cho ngươi bạc già thở không, bác thở đợi lịch đứng một hồi. Ta chào ngươi, ngươi đi dạy ta đàn sao? Ngươi sẽ cùng ta có phúc già thở không? Ta truyền bá thảo nhập thiền, xin tuân lệnh. Không trách tội già đâu, hãy bỏ qua hết những nghi lễ hoàng cung. Đã là gì gì nào? Ta cho biết người đến đây gần ta. Có như vậy, người mới cùng ta có phúc giả thảo không chứ? Lại đây, ta thảo, hãy lại đây. Tung tung lực. Thank you.
Thế thái hắn, cùng lắm